Chào mừng các con đã quay trở lại với khóa học đạo đức 5 trên trang web học trực tuyến olm.vn Trong trạng hành trình cuộc đời của mỗi người, chúng ta là những nhà thám hiểm của riêng mình và việc lập kế hoạch cá nhân chính là bản đồ giúp chúng ta định hướng để tiến tới thành công và hạnh phúc. Con có ước mơ làm cô giáo trong tương lai hay đạt được danh hiệu học sinh giỏi trong một học kỳ, chúng ta đều không thể thiếu đi kế hoạch cá nhân phải không nào? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài 6, lập kế hoạch cá nhân. Trước hết, ta cùng đi tìm hiểu vào phần thứ nhất, các loại kế hoạch cá nhân. Các con hãy quan sát các trường hợp sau đây và mô tả kế hoạch cá nhân của các bạn theo mục tiêu thực hiện thời gian thực hiện và cách thức thực hiện. Cô có trường hợp thứ nhất. Quy mong muốn sẽ được tham gia đội tuyển bóng đá của trường vào năm sau. Để đạt được mục tiêu, Quy lên kế hoạch luyện tập chơi bóng đá trong vòng một năm. Bạn sẽ dành mỗi tiếng một ngày sau khi đi học về để tập luyện cùng các bạn ở xóm. Còn hãy mô tả kế hoạch cá nhân của bạn Quy. Đúng rồi, trong trường hợp này, Mục tiêu mà bạn quy mong muốn thực hiện đó là được tham gia đội tuyển bóng đá của trường, thời gian thực hiện trong vòng một năm, và cách thức thực hiện, bạn sẽ dành mỗi ngày một tiếng để luyện tập cùng các bạn ở xóm. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với trường hợp thứ hai. A à, rất ngưỡng mộ chị gái vì mới học lớp 8 mà đã giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh. Bạn đặt mục tiêu khi lên lớp 8 sẽ giỏi tiếng Anh giống chị. A lên kế hoạch mỗi buổi tối sẽ dành 30 phút để trò chuyện với chị bằng tiếng Anh. A còn xin mẹ mua sách, chuyện tiếng Anh để luyện đọc thêm. Các con hãy mô tả kế hoạch cá nhân của bạn A và cho cô biết nhé. Rất chính xác. Trong trường hợp này, mục tiêu mà A muốn thực hiện là khi lên lớp 8 sẽ thành thạo tiếng Anh trong khoảng thời gian thực hiện là dài hạn và cách thức thực hiện bạn dành mỗi ngày 30 phút để luyện tập, xin mẹ mua thêm sách và truyện bằng tiếng Anh để luyện tập thêm. Qua hai trường hợp trên, cô đã giúp các con hiểu rõ hơn về các loại kế hoạch cá nhân. Trên đây là những loại kế hoạch cá nhân chúng ta thường gặp như kế hoạch học tập, kế hoạch phát triển bản thân hoặc kế hoạch tiết kiệm. Thứ nhất, kế hoạch học tập. Đây là một lịch trình có tổ chức phác thảo thời gian và mục tiêu học tập. Mỗi học sinh nên xây dựng cho mình thời gian biểu dành riêng cho việc học tập. Thứ hai, kế hoạch phát triển bản thân, đây là lộ trình được đưa ra nhằm mục đích tích lũy, nâng cao kiến thức, phát triển kỹ năng của bản thân để thực hiện những ước mơ hoài bão. Nếu con có sở thích về năng khiếu như hát, nhảy, múa, thể dục thể thao và mong muốn phát triển nó thì các con hãy đề ra cho mình kế hoạch phát triển bản thân ngay bây giờ nhé. Thứ ba, kế hoạch tiết kiệm. Đây là một kế hoạch giúp mỗi người quyết định sẽ tiết kiệm bao nhiêu tiền và tiết kiệm vì lý do gì. Ở lứa tuổi học sinh, tuy các con chưa thực sự kiếm được tiền, nhưng các con có thể có thu nhập từ rất nhiều nguồn trong năm như tiền ly si, tiền của ông bà, bố mẹ, tiền thưởng học bổng từ trường, lớp. Các con hãy học cách tiết kiệm, lên kế hoạch và mục tiêu rõ ràng để số tiền đó được sử dụng đúng mục đích nhé. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu sang phần thứ hai, vì sao phải lên kế hoạch cá nhân. Cô có câu chuyện sau đây. Trong học tập và sinh hoạt hàng ngày, Lâm thường không làm theo kế hoạch định trước mà để mọi việc đến đâu thì giải quyết đến đó lâm cảm thấy khá tự do và thoải mái khi làm theo cách này tuy nhiên vào những lúc có việc ở lớp và ở nhà bạn hay bỏ quên bỏ sót công việc hoặc không đủ thời gian để hoàn thành những việc cần làm vấn đề này cứ lặp đi lặp lại khiến bạn không ít lần gặp rắc rối và bị bố mẹ thầy cô chế trách như vậy con có nhận xét gì về thói quen của lâm thói quen đó đã khiến lâm gặp phải vấn đề gì các con cùng tìm hiểu và cho cô biết nhé đúng rồi thói quen của lâm là một thói quen xấu việc duy trì thói quen đó quá lâu khiến lâm hay bỏ sót và không hoàn thành công việc vậy là qua tình huống trên chúng ta cũng đã nhận ra được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch cá nhân rồi phải không nào Việc lập kế hoạch cá nhân sẽ giúp chúng ta xác định được mục tiêu rõ ràng, chủ động trong công việc, quản lý thời gian một cách hợp lý. Hiểu được ý nghĩa rồi, chúng ta cùng đi tìm hiểu cách lập kế hoạch cá nhân trong phần 3 nào. Cô có câu chuyện sau đây. Trong lúc học về cách xây dựng kế hoạch cá nhân, bốn bạn Na, Cốm, Bin và Tí thảo luận rất sôi nổi. Na mở đầu: Việc đầu tiên của lập kế hoạch là phải xác định rõ mục tiêu và mốc thời gian hoàn thành. Sau đó, Cốm tiếp lời, "Chúng ta cần xác định những việc cần làm để đạt được mục tiêu và sắp xếp thứ tự ưu tiên đó." Bin nêu thêm ý kiến, "Tiếp theo, ta cần xác định các biện pháp cho từng việc làm, có thể cần xác định người hỗ trợ." Cuối cùng, Tí chia sẻ, "Trong quá trình thực hiện ta có thể đánh giá, điều chỉnh lại kế hoạch và cần có thêm biện pháp dự phòng. Từ ý kiến của các bạn, theo con, việc lập kế hoạch cá nhân cần thực hiện theo các bước nào? Các con hãy tìm hiểu và cho cô biết nhé. Đúng rồi, khi lập kế hoạch cá nhân, các con cần lưu ý, thứ nhất, xác định rõ mục tiêu và mốc thời gian hoàn thành. Thứ hai, xác định việc cần làm để đạt được mục tiêu và sắp xếp thứ tự ưu tiên các việc đó. Thứ ba, xác định biện pháp cho từng việc làm, có thể là xác định người hỗ trợ, người giúp đỡ. Khi thực hiện, các con có thể đánh giá, điều chỉnh lại kế hoạch và có thêm các biện pháp dự phòng khác. Như vậy, qua việc tìm hiểu trên, ta xác định được các bước lập kế hoạch cá nhân bao gồm 3 bước. Thứ nhất, Xác định rõ mục tiêu và các mốc thời gian hoàn thành. Thứ hai, xác định việc cần làm để đạt được mục tiêu và sắp xếp thứ tự ưu tiên các việc đó. Thứ ba, xác định biện pháp cho từng việc làm, xác định người hỗ trợ. Khi lập kế hoạch cá nhân, các con cần lưu ý có thêm những biện pháp dự phòng hoặc điều chỉnh cho linh hoạt, không nên thực hiện quá cứng nhắc bài học tới đây là kết thúc cảm ơn và hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo trên trang web học trực tuyến olm